Chào tất cả các em học sinh lớp 8 của trường Chu Văn An. Hôm nay cô sẽ hướng dẫn cho các em ôn tập kiểm tra học kỳ 1. Ôn tập kiểm tra học kỳ 1. Kiểm tra học kỳ 1 của chúng ta có rất là nhiều kiến thức, với các kiến thức như sau. Đầu tiên là về các kiểu dữ liệu cơ bản. Chúng ta có các kiểu dữ liệu cơ bản như là integer, số nguyên, real số thực, char ký tự và string là sâu ký tự. Mỗi một kiểu dữ liệu thì có phạm vi giá trị khác nhau. Giao tiếp người và máy tính thì để in kết quả ra màn hình, chúng ta sử dụng lệnh write hoặc là write len. Nó khác nhau ở chỗ là có xuống hàng ở write len. Và lệnh read len là lệnh nhập dữ liệu từ bàn phím. Để khai báo biến và hằng trong chương trình thì chúng ta sẽ khai báo với cú pháp như sau. Khai báo biến là var tên biến 2 chấm kiểu dữ liệu chấm phẩy, const tên hằng bằng giá trị chấm phẩy. Đây là khai báo hằng. Tiếp theo đó chúng ta sẽ xem cách sử dụng biến trong chương trình như thế nào. Biến trong chương trình thì chúng ta có thể gán giá trị cho biến hoặc tính toán với các biến. Với câu lệnh gán có cú pháp như sau. Tên biến 2 chấm bằng biểu thức chấm phẩy. Tiếp theo chúng ta qua phần xác định bài toán và quá trình giải bài toán trên máy tính. Thì xác định bài toán là xác định điều kiện cho trước là input và xác định kết quả thu được là output. Quá trình giải bài toán trên máy tính gồm có 3 bước. Đó là xác định bài toán, mô tả thuật toán và viết chương trình. Cuối cùng chúng ta qua phần câu lệnh điều kiện. Câu lệnh điều kiện dạng thiếu là if điều kiện then câu lệnh chấm phẩy và câu lệnh điều kiện dạng đủ là if điều kiện then câu lệnh 1 else câu lệnh 2 chấm phẩy. Như vậy thì vừa rồi cô mới vừa ôn cho mình tất cả các kiến thức để chúng ta kiểm tra cuối học kỳ. Chúng ta sẽ qua phần bài tập. Bài tập đầu tiên nối mỗi câu ở cột 3 với nội dung thích hợp ở cột B. Chúng ta cùng xem nhé. Như vậy, var là từ khóa dùng để khai báo biến, const là từ khó�để khai báo hằng, char là kiểu dữ liệu có phạm vi giá trị là một ký tự trong bảng chữ cái, integer có phạm vi giá trị là số nguyên trong khoảng từ âm 32.768 đến 32.767, lệnh readlen để nhập dữ liệu từ bàn phím, writelen để in kết quả ra màn hình, hai chấm bằng là phép gán, còn string là kiểu dữ liệu có phạm vi giá trị là sâu ký tự, tối đa gồm 255 ký tự. Bài tập số 2. Chúng ta sẽ nối lệnh ở trong Pascal ở cột A với ý nghĩa thích hợp ở cột B. Chúng ta cùng theo dõi kết quả nhé. X 2 chấm bằng 12 chấm phẩy là chúng ta gán giá trị số 12 vào biến nhớ X. X 2 chấm bằng y là gán giá trị đã lưu trong biến nhớ y vào biến nhớ x. Tiếp theo chúng ta cùng xem. D 2 chấm bằng a chia b nghĩa là chúng ta thực hiện phép tính toán chia hai giá trị nằm trong hai biến nhớ a và b và kết quả chúng ta gán lại vào biến nhớ d. Các em qua tiếp tục bài số 3. Xác định bài toán là xác định những gì và nêu các bước giải bài toán trên máy tính. Đây hoàn toàn là nghiêng về lý thuyết. Xác định bài toán là xác định điều kiện cho trước và kết quả thu được. Quá trình giải bài toán trên máy tính thì gồm có 3 bước là xác định bài toán, mô tả thuật toán và viết chương trình. Cú pháp khai báo biến và hằng. Khai báo biến là var tên biến 2 chấm kiểu dữ liệu chấm phẩy. Khai báo hằng const tên hằng bằng giá trị chấm phẩy. Rồi, bài số 5 chúng ta đánh dấu x xác định câu lệnh đúng sai. Đây là chúng ta khai báo biến và khai báo hằng. Các em cùng theo dõi nhé. Câu A có dấu bằng sai. Câu B đúng cú pháp khai báo biến. Câu C tên biến 2 chấm kiểu dữ liệu nên ở đây sai. Câu D đúng cú pháp khai báo hằng. Câu E khai báo hằng thì phải bằng một giá trị. Câu F dư dấu 2 chấm. Câu G khai báo biến thì phía sau tên biến là kiểu dữ liệu. Câu H đúng cú pháp khai báo hằng. Bài số 6. Chúng ta sẽ qua phần xác định bài toán.
À, chúng ta hãy chỉ ra cái thông tin đã cho, input và thông tin cần tìm, output của các bài toán sau. Như vậy câu A, input sẽ là chiều dài và chiều rộng của hình chữ nhật, output sẽ là chu vi của hình chữ nhật. Input là những gì đề bài cho, output là những gì chúng ta cần phải đi tìm. Câu B, input là thời gian và quãng đường của xe ô tô, còn output chính là vận tốc của ô tô. Và câu C, input là độ dài ba cạnh của tam giác và output chính là chu vi của tam giác. Chúng ta qua bài số 7. Sử dụng câu lệnh điều kiện trong Pascal để thể hiện các nội dung sau. Đây là phần câu lệnh điều kiện. Nếu A lớn 0, in ra màn hình A là số nguyên dương, thì chúng ta có if A lớn 0, then write A là số nguyên dương. Đây là câu lệnh điều kiện dẫn thiếu. Câu B, A chia cho 2, chúng ta sẽ sử dụng phép mod là phép chia lấy phần dư. If A mod 2 bằng 0, thì write ra A là số chẵn. Else, ngược lại, write ra A là số lẻ. Câu 8. Bài số 8 là chúng ta bắt đầu viết một cái chương trình bằng cách sử dụng các câu lệnh if. Chúng ta có rất là nhiều cách để chúng ta sử dụng câu lệnh if. Ở đây, chúng ta sử dụng 3 câu lệnh if, đó là if A lớn hơn 0, if A bé hơn 0 và if A bằng 0. Nếu A lớn 0, in ra A là số nguyên dương. Nếu A bé hơn 0, in ra A là số nguyên âm. Và nếu A bằng 0, in ra A bằng 0. Bài số 9. Viết chương trình, chúng ta nhập vào hai số nguyên A và B. Nếu A lớn hơn B, in ra A lớn hơn B. A bé hơn B, in ra 3A bé hơn B. Và ngược lại thì trường hợp còn lại, in ra A bằng B. Ở đây chúng ta sẽ sử dụng if else khác với lại bài số 8 một chút xíu. If A lớn hơn B, then write A lớn hơn B. Else if A bé hơn B, then write A bé hơn B. Và trường hợp còn lại, chúng ta không sử dụng if mà chúng ta write ra luôn A bằng B. Như vậy ở đây chúng ta thấy chúng ta có if, else, if và else và trước else chúng ta không có dấu chấm phẩy. Như vậy là cô vừa mới ôm cho các em các cái kiến thức cũng như các cái bài tập để chúng ta chuẩn bị tốt hơn cho kỳ thi học kỳ 1 nhé. Để mà phần thi cuối kỳ đạt được kết quả tốt nhất thì các em cố gắng xem video nhiều lần để hiểu bài, mình làm lại các bài tập nhiều lần để mình hiểu và ghi nhớ. Đồng thời chúng ta cũng phải đi học đầy đủ nhé. Rồi cảm ơn tất cả các em, chúc tất cả các em có một kỳ thi thật là tốt đẹp.